năm nay thì thôi không có giọt. Chị em khai chị mừng thăm hết trơn. Ủa mẹ đi thì mẹ dẫn đi chứ răng mà mẹ mẹ chơi chứ lạ mẹ. Chơi chứ mà bày cái mặt con nó bét đi rồi tái con tái. Mẹ dễ thương ghê. Đau à? Đau chứ răng. Thôi kệ con, cố gắng đi. Giờ đâm rồi. Mụn da không á, mà ổng sợ đau quá, mình bực dễ mà ổng dễ gì phải hư mặt hắn hết nè. Hồi xưa mà nuôi tí này cũng nên nuôi mụn, xưa đau đứa mụn tí không, cũng banh ra đứa mụn tí không, trừ lúc khác là nó mặt mụn không. Trời. Hồi trước chị làm mấy con em là nó giải dụ luôn. Cái đợt sau đi về em làm cái làm kia được. Không có biết ai làm rồi hả chị không? Đau đó. Đau chưa? Cố gắng đi con. Mẹ thấy mà đã nên em đau. Rồi ráng đi. Con bớt với cái mũi mụn ráng đỡ đi. Thả lỏng ra là chị bé nặng. Bên nén đau, bên nén bình thường. Chưa nặng. Nặng cũng như nhau thôi. Muộn lì thiệt sự á. Muộn cứng lắm. Em còn khư chứ mà đợt trước gì. Em coi giống nặng rồi. Cái hãng đã nở rồi đây. Đó, chưa chín hết. Chín chị nên già quá rồi đó, lún xuống sau không ra đây nè. Cố gắng đi con, để chóng ra chóng đỡ con. Mấy tuổi rồi chị? 14 tuổi đó. Ngày nay làm toàn 13, 14 không nè. Đó nó gì sợ nè. Chỉ là cháu phải cần biết như cháu gì. Thôi da còn bị khô nữa. Chị em gặp chị xí đi. Chờ ráng thôi, đang chờ nếu không mà. Không có những cái thuốc gì trị mụn. Có chứ. Thuốc thì nó đỡ thôi, mình phải lấy. Lấy ra rồi bôi thuốc là nó đỡ, không lên nữa. Không mua thuốc à? Có mua thuốc cho em bôi. Mua ăn bôi chứ mặt này là phải bôi rồi đó. Không. Dùng cho em cho nó sạch chứ. Phải dùng thì bởi chị nói hắn kha mà. Em phải dùng á, em phải dùng, em rửa sạch rồi mới bôi lên được chứ em không rửa sạch mặt em bôi lên được không. Cũng được nhưng mà ý là rửa thì rửa nước cũng được thôi, nhưng mà rửa thì da mụn rồi. Nhưng nói chung phải cái sao cả hai ba thứ. Đợt trước ít nè, không đợt mấy mình gì mà nó nhé. Năm nữa là phải sần. Sợ da da nó sần lên đi. Đó, được. Cái chỗ thấy dương rồi đâu kìa. Hả? Nói gì vậy? Đau. Đau phải chịu thôi chứ. Nhiều lắm đó con nghe. Mới nặng nhẹ đó nghe.
từ. Con đừng có đứng nằm, nó là cô nó không thấy tay được. Cô không ác thấy tay được. Nhoi. Bỏ cái kiếm nó nhoi vô. Nặng nó không đau nhưng mà kiếm đưa vô là mồm đứa rồi biết không? Chưa chảy máu là hay nữa đó. Và nặng đó là hết cốt rồi. Hay là còn quay là nặng còn nhẹ nhàng. Không có chi, con thả lỏng đâu, con gồng quá đâu có bằng đâu. Gồng hôm nay mà cho đi nặng chỗ khác là nặng được luôn á. Đâu nặng đấy với em, nặng bên mấy em thôi, không nặng gì mốt đâu. Nặng khác không vậy, chậm nặng hình cái thành tròn tròn đè vô ghê ổn. Ai nặng? Không, ý nói á, thấy đa phần là nặng chỗ khác nó đè bằng cái cây nặng mụn nó không. Cho ông đi chỗ khác bữa chứ không biết. Hôm nay mình chị lại mày chị. Biết mùi vị mà nặng không ra mụn nữa chứ phải nào. Cái vấn đề là quan trọng là chỗ nó con cứ từ từ đi làm với mặt con đâu còn hết chưa mới có đi được mà. Một hai cái tráng rồi chưa thấy cái tráng chưa luôn kìa, cái tráng vẫn còn đó. Đây là lấy những cái mụn ra, mụn chín ra, mụn dễ dàng ra trước. Okay. Con cứ, thì do cái mặt con rất là yêu rắn, ai mượn mày nói con rắn ăn đồ cay đồ nóng rồi vô thức đêm rồi vô đó, thức tới 11, 12 giờ mới ngủ đó. Đi đêm tới giờ không muốn nặng mụn thì bớt lại là được. Chơi game. Trong mấy đứa này mà chờ chịu rồi. Đi về cái nhà ông có đụng qua máy tính cái sạch trời không đụng cả ngày luôn vẫn được, không dứt ra não luôn á. Đầu đồ dứt hắn là không có cái nữa là thôi. Hồi xưa không có giọt rồi. Giờ có máy tính mua dùng. Cái mụn cứng vậy sợ bực ra nó đãi. Thôi đừng, nó đang gồng, để cho nó gồng. Chưa chảy nước mát mà. Xí nữa chảy. Cái này nó đào đó, giỡn. Cái này mấy ông vừa lớn thình rồi cũng chảy nước mắt là chuyện bình thường. Cái này cũng đau, nói chung là mụn là đau. Làm mà không? Em làm không biết ai. Chảy nước mắt luôn à? Đau mà. Cũng thấy đã. Từ. Ráng đi. Ráng đi con. Mụn quá đi mà yêu Lan con nhìn con sợ luôn á. Đấy 4 giờ là xe chạy hay là răng? Ừ, rồi mà chờ mới chuẩn bị cho rồi. Mấy giờ rồi? 3 giờ là em đi à? Đi Grab đúng không? Em có uống say say không Phúc? Không bị say à? Chị, tới sáng. Ủa 4 tiếng. Bị điên, 4 tiếng.
mà thấy mà đã. Không thấy đã mà chưa thấy đau. Kỹ nó là xíu về mặt nó đỡ, ngày sau nó đỡ, không thấy đã. Lấy cây em nhấn đánh nè. Để như đây không được rồi. Hắn cũng nhá lắm em, vừa rồi cái lọ kem của em nó đánh mua được mấy vài ngày thì để chặt nó, chị đâu có dùng được đâu. Nó đánh chứ còn không đi nằm mụn đây, với lại da 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 nâu á, da đen á, lẫn thâm lâu lắm, mới da trắng lẫn nhanh. Cái da này là thâm lâu lắm, đừng có để dán trầy da là được. Ví dụ mụn đây không trầy là không bị thâm ấy không, chứ trên trán là bấu quá thì thà trơn. Về đi Thuận, nhận lương rồi. Chị cho về á. Bình thường thôi, em về đi. Cái em còn được tử mà. Thiệt mà, cho về đó. Chị cho về mà Thuận. Cười. Cố gắng đi con, không có miếng hơi đâu. Đừng có nói, khang. Thì con đừng có giật. Cậy cấu, rứa thôi. Đông mày ghê. Gì? Ông này cũng khó tính nè. Trời cầu trời vẫn đừng có mưa nữa cho mọi người làm ăn buôn bán đi lui đi tới tết nhất rồi. Thì mưa hoa đi dễ sợ lắm, mấy người đi bán cây thấy tội, mưa nên đồ cũng dễ hư lắm. Thuận chơi cũng máu về quê lắm. Ông làm về xong việc hết chưa? Rồi nói em xuống spa đi trình diễn. Kêu khoai tay rồi xuống hả? Làm cho 29 Tết mới nghỉ. Nó dẫn cho 29 là đi mặn được chứ hả? Nghỉ tới 30 thôi, mùng 1 con đỏ nữa. Cần với mùng 1 đẹp. Họ Tết họ mới nhiều khi nhiều người họ rảnh họ lại ưng làm để họ nghỉ ngơi. Họ không đi đâu luôn. Họ trốn luôn.